Hello, my name is Captain Michael Kim, currently overseeing the Central Division. Today I want to talk about the shelter-in-place order issued by the Santa Clara County. There's many rumors, specifically in the Vietnamese community going around, that the San Jose Police Department is conducting so-called checkpoints, pulling cars over and asking for paperwork or proof that you're going to and from an essential business. Well, today I want to talk about and dispel those rumors. That is not true. You can go about your essential business. You can drive. We're not going to ask for paperwork. You can talk to your neighbor, also observing social distancing rules. Today, I want to introduce Sgt Ken Tran. Sgt Ken Tran is fluent in Vietnamese, and he is going to explain some of the rules, specifically about the shelter-in-place order, but also addressing those rumors that's going amongst the Vietnamese community. Chào quý vị, tôi xin dùng cơ hội này để giải thích và loại bỏ vài tin đồn trong cộng đồng người Việt chúng ta về chỉ thị shelter in place hoặc gọi là trú ẩn tại nhà và sở cảnh sát San Jose. Tin đồn thứ nhất là cảnh sát San Jose đã phạt và sẽ phạt những ai ra đường mà không giữ khoảng cách quy định an toàn, đó là giữ 6 feet cách người khác. Tin đồn thứ hai là cảnh sát San Jose có trạm kiểm soát để kiểm tra hoặc là phạt những ai không tuân thành theo chỉ thị. Tin đồn thứ ba, những ai đi làm cho doanh nghiệp hoặc là cơ sở cần thiết phải cần theo thư của sở hoặc là giấy tờ gì đó để mà làm chứng minh cho mình. Thưa quý vị, tuy là chỉ thị shelter in place hoặc là trú ẩn tại nhà là một chỉ thị hợp pháp và nếu không tuân theo là phạm tội tiểu hình. Nhưng hiện nay, chúng tôi chỉ muốn thi hành chỉ thị này một cách hiệu quả nhất, đó là giáo dục cộng đồng. Vì lý do đó, hiện nay chúng tôi sẽ không phạt những ai ra đường mà không giữ khoảng cách an toàn quy định, đó là giữ 6 feet cách người khác. Chúng tôi cũng không có kế hoạch để xếp đặt những trạm kiểm soát trong thành phố để kiểm tra. Và cuối cùng, về những ai đi làm cho doanh nghiệp hoặc là một cơ sở cần thiết, không cần phải cầm thư của sở hoặc là giấy tờ gì khác để làm chứng minh cho mình khi đi làm. Và cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị là tất cả chúng ta ai cũng cần phải đóng góp và tuân theo chỉ thị trú ẩn tại nhà để làm chậm lại sự lây lan của bệnh COVID-19 và cũng để bảo vệ cho mình, cho gia đình mình và cộng đồng chúng ta. Quý vị có muốn thêm chi tiết gì thì lên cái mạng trên hình ảnh quý vị đang thấy để mà có thêm chi tiết.